Thưa quý vị và các bạn, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh tế. Vì vậy, Thanh Hóa luôn chỉ đạo quyết liệt, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Rút ngắn thời gian nghỉ Tết, đơn vị này đã nhanh chóng trở lại thi công dự án đường Phúc Ngư, Giang Sơn, huyện Hoàng Hóa. Theo kế hoạch, tuyến đường dài 2,1 km này sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, để phục vụ du lịch hè năm 2024 và phát triển kinh tế xã hội xã Hoàng Trường, chủ đầu tư và đơn vị thi công đều quyết tâm thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 4, đúng dịp khai trương du lịch hè Hải Tiến năm 2024. Sau khi ký kết hợp đồng với công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Linh ấy, cũng đã phối hợp với các ban ngành có liên quan để tháo dỡ một số vướng mắc khó khăn, máy móc và con người chia ra làm 3 ca hoạt động. Vật liệu thứ là công ty đã tập kết từ sớm để tập trung triển khai làm sao để nhanh tiến độ công trình nhất có thể để kịp hoạt động cho mùa du lịch 2024. Năm 2024, huyện Hoàng Hóa được phân 130 tỷ đồng vốn đầu tư công. Hiện các dự án đầu tư công đều đang được huyện Hoàng Hóa đồng loạt triển khai và bám sát tiến độ kế hoạch giải ngân vốn đã đề ra. Hiện nay thì Ủy ban dân huyện Hoàng Hóa đang tập trung các cái dự án lớn như là dự án đường từ cống Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường, dự án đường Thủy Đông giai đoạn 2, dự án đường nối từ quốc lộ 1A đi Thiệu Hóa kết nối với cao tốc Bắc Nam. Đó là các cái dự án trọng điểm mà huyện sẽ tổ chức sớm. Đối với các dự án của các nhà đầu tư thì Ủy ban nhân dân huyện đang tập trung chỉ đạo các phòng ngành tập trung vào cái việc giải phóng mặt bằng là khâu đột phá, cùng với là các cái thủ tục trong giải phóng mặt bằng, cấp giấy phép xây dựng, rồi tạo điều kiện thuận lợi cho các cái nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn huyện và kết nối với các cái trục giao thông mà huyện đã mở ra. Đối với các dự án giao thông trọng điểm do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư, cùng với chất lượng thì tiến độ thi công cũng đang được giám sát chặt chẽ. Chính quyền địa phương, các chủ đầu tư đều tập trung cao độ cho giải phóng mặt bằng, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu, huy động máy móc thiết bị nhân lực áp dụng các giải pháp thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ dự án, tổ chức nghiệm thu đánh giá khối lượng hoàn thành để thanh toán và hoàn ứng theo quy định. Ngay từ đầu năm, Ban đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công để tập trung máy móc thiết bị sẵn sàng để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2024. Thứ hai là chỉ đạo các phòng chức năng của Ban lập kế hoạch chi tiết để lập nhiệm vụ chỉ đạo. Thứ ba là phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng để phối hợp giải quyết các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn và chỉ đạo tư vấn giám sát cũng như nhà thầu thi công quản lý chặt chẽ về chất lượng, tiến độ của công trình. Chúng tôi cũng xác định đây là một cái công trình phải đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như là chất lượng về thi công, về tiêu biểu cả về tiến độ, về cả về chất lượng thi công cái công trình này. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi sau khi khởi công, đơn vị sẽ tập trung toàn bộ máy móc, thiết bị, mọi cái nhân lực, tài chính cũng như là mọi cái năng lực thi công của các cái đơn vị để thi công nhanh, sẽ đảm bảo vượt trước cái tiến độ thi công mà đã được ký kết với chủ đầu tư. Tính đến hết tháng 2 năm 2024, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Thanh Hóa ước đạt trên 900 tỷ đồng, bằng 8,2% kế hoạch vốn giao chi tiết, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Có được kết quả trên là do trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết, các đơn vị cũng đã xây dựng, ban hành kế hoạch về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn cụ thể, phân công lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024.